Võ sĩ vô địch. Các võ sĩ đang cho thấy sự thận trọng của mình với những bước đi chủ yếu mang tính chất thăm dò đối thủ. Và bất ngờ một cú đá cao bằng chân phải của Robin, lại thêm một cú đấm tốt của Robin, và một lần nữa đối thủ của anh đã ngã trên sàn đấu. Hãy cùng chờ xem anh ta có thể đứng dậy được hay không đây. 3, 2, 1, và trận đấu kết thúc với chiến thắng của Robin. Tuyệt vời, chiến thắng rất dễ dàng dành cho Robin. Và Robin, anh thực sự xứng đáng với biệt danh kẻ hủy diệt của mình. Mình sẽ không bao giờ quên trận đấu ngày hôm nay. Đây có thể là trận đấu cuối cùng, chiến thắng cuối cùng của cuộc đời mình. Robin, anh bị sao thế này? Tỉnh lại đi, Robin. Nếu cậu chịu phẫu thuật sớm hơn, thì tình trạng khối u não của cậu đã không chuyển biến xấu đi như vậy rồi. Thực sự thì tôi hiểu, với bác sĩ điều quan trọng nhất là kéo dài sự sống cho tôi. Nhưng với tôi, quan trọng nhất lại là được sống với đam mê của mình. Thà tôi được sống một phút huy hoàng trên sàn đấu, còn hơn cả đời yếu ớt, bệnh tật trên giường bệnh. Nhưng trận đấu vừa qua đã phét sạch sức lực cuối cùng của cậu. Thiếu chút nữa, cậu đã rơi vào tình trạng nguy kịch rồi đấy. Tôi biết, tôi đã cố gắng gượng cho trận đấu cuối cùng ấy, vì tôi chấp nhận đánh đổi tất cả để có được khoảnh khắc chiến thắng đó. Được rồi, mọi thủ tục chuẩn bị của cậu đã xong, ngày mai tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho cậu. Đây không phải là một ca phẫu thuật đơn giản. Nếu ca phẫu thuật không thành công thì chết không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là phải nằm bất động một chỗ như một kẻ vô dụng vậy. Bác sĩ, ca phẫu thuật này nhất định phải thành công. Cậu cứ yên tâm đi, suốt 20 năm trong nghề tôi chưa từng phẫu thuật thất bại một ca nào hết. Ca phẫu thuật của tôi chắc chắn sẽ thành công. Gloria, em hãy gọi luật sư Abe đến đây. Anh có một chuyện vô cùng quan trọng cần bàn bạc với cả hai. Chuyện gì thì cũng đợi sau khi anh phẫu thuật xong trước cái đã. Giờ anh còn nghỉ ngơi mà. Không được, chuyện này vô cùng quan trọng. Xin chị đừng quá lo lắng. Anh Robin chỉ làm thế này để phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra mà thôi. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho ca phẫu thuật của anh ấy thành công nha. Bác sĩ à, ca phẫu thuật thành công chứ ạ? Chồng tôi không sao chứ bác sĩ? Khối u đã có dấu hiệu di căn, khiến ca phẫu thuật này hết sức phức tạp. Các bác sĩ đã cố hết sức, bây giờ tình trạng của anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng mà những tổn thương não rất có thể sẽ khiến cậu ấy rơi vào hôn mê, cũng không tránh khỏi khả năng sẽ tiến triển sang trạng thái sống thực vật. Sống thực vật ư? Nhưng gia đình nhất định phải kiên trì. Bệnh nhân vốn có thể trạng khỏe mạnh, rất có thể sẽ sớm vận động lại được thôi. Bác ơi bác, sống thực vật là sao hả bác? Không thể nào. Ba năm sau. Quan. Tôi không biết nên làm gì để tốt cho anh ấy nữa. Nhưng trước khi phẫu thuật, chẳng phải anh ấy đã trao đổi nghiêm túc với chúng ta về trường hợp này rồi sao? Tôi nghĩ 3 năm cố gắng và hy vọng như vậy là đủ rồi. Đã đến lúc chúng ta rút ống thở và dừng điều trị như tâm nguyện của anh ấy. Đó mới thực sự là điều tốt nhất cho anh ấy. Rút ống thở và ngừng điều trị ư? Sao có thể như thế được? Biết đâu một ngày nào đấy cậu ấy sẽ hồi phục. Xin gia đình đừng mất hy vọng. Xin lỗi, nhưng trước khi phẫu thuật, anh Robin đã quyết định làm đơn từ chối khám chữa bệnh và yêu cầu sử dụng nó trong trường hợp chẳng may anh ấy rơi vào trạng thái hôn mê hoặc sống thực vật. Đây hoàn toàn là quyết định của bệnh nhân. Pháp luật cho phép anh ấy được ngừng điều trị nếu anh ấy muốn, và chúng ta phải tôn trọng điều đó. Chị sẽ phản đối điều này đúng không? 3 năm qua chúng ta đã tìm mọi cách để cậu Robin hồi phục,
Sao chị lại có thể để chồng mình chết như vậy được chứ? Điều mà bác sĩ muốn cũng là điều mà tôi muốn. Nhưng so với những gì chúng ta muốn, chẳng phải điều Robin muốn quan trọng hơn hay sao? Bác sĩ có biết không, chồng tôi là một võ sĩ. Thời gian anh ấy sống ở trên sàn đấu còn nhiều hơn ở nhà. Anh ấy lấy việc chiến đấu là lý tưởng sống, còn sức mạnh là tất cả tự tôn của anh ấy. Vậy mà giờ số phận lại bắt một võ sĩ như anh ấy phải nằm bất động ở đây, đến thở cũng phải dùng đến máy móc. Cuộc sống như thế với anh ấy chẳng khác nào là cực hình tra tấn. Tôi thật sự, tôi không muốn anh ấy từ giờ đến cuối đời phải sống không bằng chết như vậy. Giải thoát có phải là điều anh thật sự mong muốn không? Tôi xin bác sĩ đừng làm khó chúng tôi nữa. Hãy để anh ấy ra đi trong thanh thản đi. Hôm nay là ngày gia đình Robin quyết định rút ống thở và đưa cậu ấy về nhà. Chẳng lẽ mình lại phải từ bỏ bệnh nhân này như vậy sao? Trong suốt 3 năm qua, mình cũng đã cố gắng rất nhiều để giúp cậu ấy hồi phục. Nhưng mỗi nỗ lực của bác sĩ cũng sẽ chẳng là gì nếu người bệnh không có đủ kiên trì. Để bệnh nhân đến nông nỗi này, mình đúng là một bác sĩ thất bại mà. Sarah, nha, bố còn phải trừng trị mấy đứa hay bắt nạt xa ra trên lớp nữa chứ. Xa ra không cho bố đi đâu hết. Bố ơi, bố tỉnh lại đi bố. Có thể anh cảm thấy việc ngừng điều trị giúp anh thanh thản khi giữ được sự tự tôn của một người võ sĩ. Nhưng còn với gia đình mình, anh có thanh thản khi từ bỏ họ như vậy không? Tôi biết phải nằm bất động với máy móc ở đây là...
Chu Du Thiên Hạ để học rùng mình. Ngày xưa, ngày xưa, một người cha có hai người con trai. Người con trai cả thông minh, khôn ngoan. Ngược lại, người em thì ngu dốt, không hiểu biết gì cả, học thì không vào. Nhưng người anh lại rất nhát. Một hôm: "Này con trai, hãy mang cho cha một thứ tới nhà thờ." "Ôi trời ơi, con nhà cha nói đi tới nhà thờ mà rung cả mình. Từ đây tới đó phải men theo bìa rừng, rồi lại phải đi qua một bãi tha ma. Con sợ lắm." "Anh ơi, rùng mình là gì thế? Em chưa từng biết rùng mình là gì." "Trời ơi, ai cũng biết rùng mình mà chú lại không biết. Nếu thế cha hãy sai chú ấy đi đi. Chú ấy đi để mà biết thế nào là rùng mình." "Mày thì làm được cái việc gì chứ, chỉ ăn hại thôi. Hay là mày hãy đi học một nghề gì đó để mà nuôi thân đi chứ, cứ ở nhà ăn bám cha mãi à." "Vậy thì con sẽ đi Chu Du Thiên Hạ để học rùng mình." "Rùng mình mà cũng không học được, thế thì làm được việc gì chứ. Thôi thì cứ đi đi, để thiên hạ họ dạy cho bớt ngu đi." Ngày hôm sau, người em quyết tâm lên đường để học rùng mình. "Này cậu kia, đi đâu thế?" "Tôi đi Chu Du Thiên Hạ để học rùng mình." "Thật nực cười, rùng mình mà cũng phải học sao? Lần này tôi chở đi." "Này anh kia, nếu anh muốn học rùng mình thì tôi đảm bảo anh đi vào cung điện sẽ học được rùng mình." "Vì sao vào cung điện lại có thể học được rùng mình ạ?" "Gần đây có một lâu đài người ta đồn rằng dưới hầm của tòa lâu đài đó có ma. Ai thức ba đêm liền ở đó chắc sẽ biết thế nào là rùng mình. Vua có một người con gái đẹp tuyệt trần. Người hứa ai cả gan làm việc ấy sẽ gả công chúa cho. Trong lâu đài có rất nhiều vàng bạc châu báu do ma quỷ canh giữ. Của báu ấy mà về tay của ai thì người ấy tha hồ mà giàu. Đã có nhiều người vào nhưng không thấy một ai trở ra." "Vậy anh có thể cho tôi tới lâu đài đó? Có thật là tới đó có thể học được rùng mình không?" "Nếu bệ hạ cho phép, tôi xin thức ba đêm liền ở dưới hầm có ma của lâu đài ạ." "Ngươi được phép mang theo vào trong hầm ba đồ vật, chứ không được mang sinh vật nào." "Nếu vậy, tôi xin cái gì để đốt lò sưởi? Một bàn thờ tiện và một ghế thợ chạm có dao ạ." "Được thôi, ta sẽ cho người chuẩn bị những thứ đó cho ngươi." "Chà, ước gì ta biết rùng mình, nhưng rồi ở đây cũng đến công tôi thôi." "Trời ơi, sao móng vuốt của chúng mày dài thế, để ta khắc cho nào." "Hai con mèo này thì giúp được gì chứ, mình vẫn chẳng thể học được rùng mình." "Được lắm, có giỏi thì cứ lăn nhanh hơn nữa đi." "Tưởng thế nào, thế này thì mình vẫn không học được rùng mình." Sáng hôm sau, nhà vua vô cùng ngạc nhiên khi thấy chàng trai vẫn khỏe mạnh. Thậm chí, anh còn nói đã có một đêm rất yên bình. Đêm thứ hai: "Ước gì ta biết rùng mình." "Cút ra cho ta ngồi, đây là chỗ của tôi, anh mới phải cút đi." "Các anh có biết chơi bài không? Chúng ta cùng chơi bài nha." "Đang vui thì đi đâu cả rồi, thôi mình đi ngủ đã." "Ngươi không thấy rùng mình sao?" "Dạ không, tôi chơi vui lắm, chỉ ước gì tôi biết rùng mình." Đêm thứ ba lại tới, chàng trai vẫn chỉ mong sao có thể học được rùng mình. Vừa lúc đó, một ông lão khổng lồ có chòm râu bạc dài chấm gót, dáng người nom dễ sợ xuất hiện ngay trước mặt. "Hai cha cha, thằng nhãi con, mày sắp học được thế nào là rùng mình, vì mày sắp chết." "Đâu lại dễ thế, còn xem tao có muốn chết không mới được chứ." "Thì ta cứ thử sức xem sao."
Nếu mày khỏe hơn tao, tao sẽ để mày yên. Nào, hãy thử xem. Lão ta có bộ râu dài thế kia, ta phải làm sao cho lão bị trói chặt bởi bộ râu đó mới được. Tao tóm được mày rồi, giờ thì cái chết đã kề bên cổ mày. Tôi xin anh hãy tha cho tôi. Tôi sẽ chỉ cho anh kho vàng cất ở dưới hầm của tòa lâu đài này. Chàng trai thả lão già ra, và lão ta đã chỉ cho chàng nơi cất kho báu. Nhà vua liền gả con gái cho chàng theo đúng lời hứa. Được cưới nàng làm vợ, ta thật may mắn và hạnh phúc. Nhưng giá mà ta biết rùng mình. Chàng đừng lo mà, thiếp sẽ giúp chàng học rùng mình nha. Chà, có cái gì ấy làm tôi rùng cả mình. Mình ơi, giờ thì tôi biết thế nào là rùng cả mình rồi. Sự tích tục bắt vợ của người Mông. Ngày xưa, trong một thung lũng heo vắng, có một bản khá đông đúc của đồng bào người Mông sinh sống. Trong bản đó, có một đứa bé khoảng chục tuổi, mồ côi cả bố lẫn mẹ. Hằng ngày, nó làm việc cho các nhà trong bản kiếm cơm ăn. Mọi người đều gọi nó là Mí Tu. Ai đấy? Thầy Mí Tu, cháu không biết ta là ai à? Ta là ông của cháu đây. Không, Mí Tu không biết ông đâu. Đúng, ta là ông của Mí Tu thật mà. Ta đã chết từ lúc Mí Tu chưa được nhìn cái sáng, nên Mí Tu không biết đó thôi. Ông là ai mà nói không trúng cái lý? Ông đã chết từ lâu rồi, làm sao còn nói được? Mí Tu không tin đâu. Ông sống lại để giúp Mí Tu mà. Ông muốn cho Mí Tu có nhiều con trâu, con lợn, con gà, có cái nhà to và có quần áo đẹp thật mà. Đúng là ông của Mí Tu. Sao ông không ra mà còn trốn trong bụi? Ông trời cho ông làm con hổ nên ra thì Mí Tu sẽ sợ mà. Nếu con hổ là ông của Mí Tu thì cứ ra với Mí Tu đi, Mí Tu sẽ không sợ đâu. Đêm xuống, Mí Tu dần tỉnh. Mí Tu bình tĩnh lại, dần dần hết sợ và ngồi dậy chuyện trò cùng ông hổ. Từ ngày đó, Mí Tu ở lại hang sống cùng với ông hổ. Ngày ngày, hai ông cháu quấn quýt bên nhau. Thấm thoát đã mấy mùa cây to ở cửa hang thay hoa đổi lá. Mí Tu cũng đã lớn khôn. Mí Tu được ông dạy làm nương, trồng lúa, ngô, khoai, sắn. Mí Tu à, cháu đã cứng cái chân, khỏe cái tay, cái đầu đã biết nhiều việc hay việc đúng, đến lúc phải lấy vợ cho cháu thôi. Ở hang nhiều ngày không quen ai thì biết lấy ai làm vợ hả ông? Được rồi, ông sẽ đưa về cho Mí Tu một người con gái đẹp để Mí Tu làm vợ. Chiều hôm sau, ông hổ cõng về cho Mí Tu một người con gái. Sau khi được Mí Tu săn sóc, cô gái đã hồi tỉnh. Biết được mọi chuyện, cô chỉ ôm mặt khóc sướt mướt. Nó không ưng cái bụng làm vợ mày rồi, để ông mang nó trả về chỗ cũ, rồi ông lại đưa đứa khác về. Sau cơn kinh hoàng, cô gái hồi tỉnh, được Mí Tu kể lại ngọn ngành mọi chuyện. Thấy Mí Tu là người con trai hiền lành, khỏe mạnh, biết làm nương giỏi, Sùng Mi ưng bụng làm vợ của Mí Tu. Chẳng bao lâu, đã qua hai lần con trăng mọc rồi lặn. Sùng Mi thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ các em. Sùng Mi nhớ nhà phải không? Vợ chồng mình xin phép ông hổ cho về thăm nhà và ra mắt họ hàng Sùng Mi nha. Đến đầu bản, ông hổ dừng bước bảo Mí Tu và Sùng Mi vào nhà trước, còn ông sẽ ở lại hang. Bố mẹ à, mở cửa đi, con về đây rồi. Sùng Mi về đây mà. Ai hỏi đấy? Sùng Mi không còn đâu, nó đã bị con thú trên rừng bắt đi mất rồi.
Không đúng đâu, Sùng Mi vẫn còn sống đây mà. Con đã lấy chồng, chồng con cùng về thăm bố mẹ thật đây mà. Không, con Sùng Mi nhà tao đã bị thú rừng bắt rồi. Chúng mày là người hay hồn ma? Đúng là con thật mà. Cô thổi bài hát quen thuộc mà trước đây cô vẫn thường thổi cho cả nhà cùng nghe. Mọi người đã nhận ra đúng là Sùng Mi thật. Câu chuyện Sùng Mi, con gái ông Sùng Thào, được bắt làm vợ chẳng mấy chốc đã lan rộng khắp bản. Dân bản đều hết thảy chung vui, họ hối hả giúp gia đình ông cùng làm đám cưới cho Sùng Mi và Mí Tu. Ông Sùng Thào cùng dân bản và hai vợ chồng Sùng Mi vào rừng đón ông Hổ ra chung vui cùng đôi vợ chồng trẻ. Nhưng khi họ đến cái hang ông Hổ và Mí Tu từng sống thì ông Hổ không còn sống nữa. Ông ơi, sao ông không sống cùng cháu nữa? Ông sống lại đi ông, Sùng Mi còn muốn được chăm sóc cho ông nhiều nữa. Thật kỳ lạ, xác ông Hổ dần biến thành xác một ông già, tóc trắng, nước da đỏ hồng, thật hiền và đẹp. Lo mai táng cho ông xong, Mí Tu và Sùng Mi thu dọn cái hang thật ngăn nắp, rồi đem hết của cải, tiền bạc, ngô thóc trở về sống với bố mẹ và dân bản. Cũng từ đó, câu chuyện Sùng Mi được bắt làm vợ lan rộng khắp từ bản gần đến bản xa. Trai gái người Mông đến tuổi xây dựng gia đình cũng hò hẹn nhau, rồi dựng chuyện giả bắt nhau trước ngày cưới. Lâu dần, chuyện trở thành tục lệ của người Mông trước khi xây dựng hạnh phúc đôi lứa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!